Dạ, xin chào quý cô chú anh chị ha, người nhà của chú Thanh Điền xuống để viếng mộ của cô Thanh Kim Huệ ha, cũng như là chú Thanh Điền đang ngồi ở trên xe. Chút xíu nữa chú Thanh Điền sẽ xuống viếng mộ vợ mình, thắp nhang cho cô Huệ hay cả nhà. Đó, hai người đó gọi là con của cô Huệ hay cả nhà. Cô chú anh chị biết không, là cô mỗi lần hai cô đó xuống viếng mộ cho nghệ sĩ nhân dân Thanh Kim Huệ á, thì có điều có đem sữa ha, không sữa này thì cũng sữa kia, nhưng mà đặc biệt em thấy là sữa TH Cho Miêu của chú anh chị. Hôm nay thì em thấy có hồng trứng ha cả nhà, bên cạnh đó thì có bánh trung thu ha quý cô chú anh chị. Mà cô chú anh chị, cô đang tỉa lại mấy cây hoa trang cũng như là những cái cây hoa xung quanh mộ của cô Thanh Kim Huệ ha. Hôm nay thì cô có đem thêm những cái bông sen giả cả nhà, bông sen để cắm lên hai bình cho nó đẹp mà cô chú anh chị. Cô đừng cắt, cô cắt là đứt. Đẩy con. Đợi một chút xíu nữa thì chú Thanh Điền xuống thì em sẽ chia sẻ cho quý cô chú anh chị mình xem ha. Dạ cô chú anh chị ơi, thì giờ này ha, thì chú Thanh Điền mới đến viếng mộ của bác Năm này cả nhà. Giờ này là 16:49 rồi ha cô chú anh chị. Chú Thanh Điền hôm nay mặc cái đồ đỏ ha cô chú anh chị. Chú Thanh Điền rất là cao ha, phong độ cho chú anh chị. Hôm nay thì chú Thanh Điền có mua thêm cái chậu bông sen nha cả nhà, để hai bên cho nó đẹp ha, cho mộ cô Huệ, và cũng như là con của cô Huệ có mua hồng trứng nè, mua sữa tươi nè, và có bánh trung thu, và thắp hai cây nến nè cả nhà, hai cây nến, và chú Thanh Điền đang thắp ba cái cây nến to để cho cô Thanh Kim Huệ chú anh chị. Hãy
Cái đó là cô phải nhúng vô cái sáp đó cô. Có sáp nó chảy ra, cô nhúng vô cái sáp một miếng đó, nó cháy nó dễ hơn. Nó chưa chảy ra. Anh mình đừng đứng lên mộ anh, mình đứng dưới. Dạ. Đây là mộ cô Thanh Kim Huệ buổi chiều hả quý cô chú anh chị. Dạ nọc súng không dạ. 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 Chưa kịp vô đạn à. Đẩy lại không gian yên tĩnh và cũng như là cho chú Thanh Điền thắp hương cho vợ hay của chú anh chị. Ồ, oh, có bà. Có bà xin chụp hình. Lấy cái đi. Lấy cái đi. Cô cũng quay đây nãy. Chú uống điện đẹp trai mà. Năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay 17. 77. Thì nhỏ hơn tôi. 77. Em 72 tuổi. 79. 79 à? 77 hả? Dạ. Dạ thưa cô nhỏ hơn tôi. Sao thấy con trẻ quá vậy?
Ông ơi, biết. Nãy giờ tôi nói dạ thưa cô nhỏ hơn tôi. Thì chú Thanh, chú Thanh Điền ra nói ai cũng ở ở hết trơn kìa. Phải rồi, cứ vậy đi. Nghệ sĩ thì không bao giờ già hết cho cô chú anh chị. Phải lỡ kêu em kêu luôn đi. Đâu cũng dịp mai đi lần đầu tiên gặp cái đâu thấy trong mình để khỏi rồi không mà. Dạ. Đầu nào sao thấy dạ. Từ nhỏ lớn rồi mới thấy trong phim. Cô thấy cô chú Thanh Điền sao cô? Thấy trong truyền hình. Đẹp trai không? Đẹp trai mà thấy trẻ nữa. Trong truyền hình ấy bây giờ ngoài đẹp trai dữ rồi. Trẻ dữ rồi. Trẻ quá hả? Dạ. Thấy trong truyền hình bị đóng này đóng kia. Dạ. Thôi lạc rồi. Nhưng về nhỏ hơn tôi tới 10 tuổi là ai hả? Cô à. Cô Huệ nhớ là chú Thanh Điền với cô Thanh Đỗ Mạnh trong bữa nào cái trường nào cô nhớ nhất hả? Ờ, nhiều lắm mà cô. Hết trời quá đó. Quá trời quá đó. Thôi lại cậy kêu bằng em cũng được ha. Kinh tự kính cáp rồi ha. À, chú Thanh Điền đang đi thắp hương vòng vòng cả nhà. Chú là 80 mà rất là trẻ luôn. 79 tuổi. 79 tuổi. Mà chú rất là trẻ. Rất là trẻ. Mày rất là vui luôn. Cô nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Chú cái này thấy trẻ mà thấy đẹp hơn trước nhiều quá. 80 thôi. Đúng là cái thứ khác ha. Nó xe nó chạy vô đó nha. Cái quẹo vô cái ca sĩ vô. Mình đã... à, chỗ Thanh Điền qua mộ của Bác Năm Vũ Linh cả nhà. Dạ chú Thanh Điền về. Dạ con chúc chú Thanh Điền nhiều sức khỏe nha. À, cảm ơn con. Dạ. Con chào Quang Nguyện nha. Chào Quang Nguyện. Ngày mai Quang Nguyện lên hỏi lên đầu sớm hả? À? Dạ Quang Nguyện không biết đi khám thì khổ ở chút nào dạ. 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 Bỏ cái nón lá ra Nhi ơi, Nhi cởi nón lá Nhi. Hiện giờ còn đi hát không? Dạ còn. Còn hả? Dạ. Còn đi hát. Dạ. Dạ. Đứng chà khe để lại chà khe. Nhi. Cho con xin tấm hình với. Đông nón lá nữa. Má không trang nha. Cậu trang nữa không? Cao ngỗng rồi hả? Rồi nhìn nhìn đâu nè. Nhìn đâu nè. Dạ nhìn đây. Dạ. Rồi. Tối nay Quang Quyền đi khám điện thoại không? Tối nay Quang Quyền đi hả? Cho nói. Dạ, chấp luôn.
Rồi, cho anh chị. Đẹp quá, mỗi giờ ai cũng dành chụp hết trơn. Dạ. Rồi, con chào chú. Dạ. Con chào chú nha chú. Rồi, con chào chú. Đóng nhiều bộ phim hay cho bà con cô bác xem nha chú. Rồi, cảm ơn con. Dạ. Rồi, con chúc chú tối nay đi khám điện thẩu vui vẻ. Chào chị. Dạ, anh chào cô. Cô, chú có một bà phụ huynh khám điện thẩu. Cái cô này là cháu á, cô chú á. Cháu nhưng mà dạ. Chưa mẹ không à, chưa ba không à. Chưa bằng ba không à. Đó, cô chú anh chị. Rồi, chào, con chào chú Thanh Điền ha. Con cũng xin chúc chú nhiều sức khỏe. Và bên cạnh đó thì có nhiều cái bài hát hay cũng như là những bộ phim hay gửi đến bà con cô bác khán thính giả. Con xin chào chú và chúc chú nhiều sức khỏe, may mắn ha, thành công trong cuộc sống và cũng như là thuận lợi. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị khán giả mình nha. Cảm ơn cả nhà mình. Em chúc cả nhà mình nhiều sức khỏe, nhiều may mắn nha.